Dịp Tết là dịp nhu cầu mua sắm tăng cao. Chợ Tết cũng là một trong những nét văn hóa đặc trưng của tất cả các vùng miền ở nước Việt Nam. Tuy nhiên cũng phải công nhận rằng ít có người mua sắm nào biết được hết từng đặc trưng của từng loại chợ. Vì thế, blog du lịch xin chia sẻ đến các bạn top 9 ngôi chợ Tết sầm uất và hoành tráng nhất tại Sài Gòn nhé. Thay vì đến những trung tâm thương mại hay là siêu thị đắt tiền, thì bạn có thể hoàn toàn ghé qua các khu chợ dưới đây để rinh về những món đồ vừa đẹp vừa rẻ. Đầu tiên là chợ Bình Tây, ngôi chợ trăm năm tuổi Thành phố Hồ Chí Minh. Nói đến chợ truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh biểu tượng là chợ Bến Thành ở quận Nhất, thì chợ Bình Tây quận 6 là khu chợ sầm uất bậc nhất và có kiến trúc đẹp nhất với hàng nghìn hàng hóa, rất đa dạng và phong phú. Đây cũng được coi là trung tâm của khu vực Sài Gòn Chợ Lớn từ hàng trăm năm nay. Chợ Bình Tây có tên cũ là Chợ Lớn, sau khi được xây dựng mới khang trang vào năm 1928 bởi một tiểu thương người Hoa tên là Quách Đàm, diện tích chợ lên đến 25.000 m². Chợ được xây dựng theo kỹ thuật hiện đại của Pháp, nhưng kiến trúc Trung Hoa theo hình bát quái, có mái ngói lợp kiểu chồng lớp, có tháp chính vươn cao với đồng hồ bốn mặt để cho người dân đứng tại tứ phía đều có thể theo dõi thời gian. Điểm độc đáo nhất của ngôi chợ này là chính giữa có khoảng sân trời thoáng mát, được bao bọc xung quanh bởi các dãy nhà. Đây cũng chính là nơi đặt tượng ông Quách Đàm kế bên, người có công xây dựng chợ, xung quanh còn có hồ sen nuôi cá và vài chiếc ghế đá cho khách đi chợ nghỉ chân. Với những mặt hàng Tết được bày bán tại khu vực Chợ Lớn, nếu như mặt hàng nào là nhập từ Trung Quốc, tiểu thương sẽ nói rõ là xuất xứ từ Trung Quốc. Điều này sẽ giúp cho người mua hàng yên tâm hơn về chất lượng cũng như về giá cả hàng hóa. Vào những ngày giáp Tết, dọc con đường Hải Thượng Lãng Ông và Tháp 10 nằm trước mặt chợ hóa chất Kim Biên, người dân sẽ bày bán những cây pháo hoa đăng. Giá mỗi cây pháo dao động khoảng từ 30.000 đồng đến 150.000 đồng và họ sẽ bán xuyên Tết đến mùng 2. Và một điều quan trọng nữa là chính vì chợ Bình Tây nằm giữa 4 tuyến đường đã kéo theo hàng nghìn hộ dân sinh sống trên 4 tuyến đường đó và cả chục tuyến đường liên kế tham gia vào buôn bán, tạo nên sự nhộn nhịp bậc nhất Sài Gòn và là đầu mối hàng hóa cho các tỉnh thành ở phía Nam. Vì thế nếu mà các bạn muốn đi chợ Tết ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể ghé qua chợ Bình Tây nhé. Chợ thứ hai đó là chợ Hạnh Thông Tây ở quận Gò Vấp. Nếu lên danh sách cho mình những khu vực mua sắm, nhất là vào dịp Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh thì không thể nào bỏ qua được chợ đêm Hạnh Thông Tây. Chợ Hạnh Thông Tây nằm trên đường Quang Trung, Gò Vấp. Xung quanh là khu vực sinh sống của phần đông công nhân nên giá cả đồ đạc ở đây cũng cực kỳ hữu nghị. Vì vậy, người dân Sài Gòn vẫn thường rủ nhau về khu chợ công nhân này để mua sắm vào dịp cận Tết. Chợ đêm Hạnh Thông Tây được coi là thiên đường mua sắm của giới trẻ Sài Gòn, đặc biệt là với học sinh sinh viên. Vào những ngày Tết, khu chợ càng trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn với đủ các gian hàng ăn uống, giày dép, quần áo, trang sức, phụ kiện mỹ phẩm v.v. Đây là khu chợ lớn nằm trên đường Quang Trung, thuộc phường 11, quận Gò Vấp. Chợ hoạt động cả ngày nhưng đông đúc hơn hẳn vào ban đêm. Các mặt hàng quần áo ở đây cũng đa dạng và phong phú đến mức các bạn có thể bị choáng ngợp. Ngoài mặt hàng thời trang thì ở đây cũng có rất nhiều sạp mỹ phẩm, trang sức, phụ kiện v.v. Giá cả ở đây ở mức bình dân, nhưng nếu chịu khó dạo, các bạn có thể sẽ mua sắm được những sản phẩm với giá rẻ hơn vài nghìn cho đến vài chục nghìn. Chợ Hạnh Thông Tây bắt đầu đông khách từ 18 giờ đến 22 giờ hàng ngày, vì đó là khi mà các gian hàng thời trang bắt đầu hoạt động. Ưu điểm của chợ này chính là mẫu mã phong phú và đa dạng, giá cả cũng rất dễ thở. Nhiều cửa hàng đã treo sẵn biển giá cả ngoài, cho nên khách hàng không cần lo bị chặt chém. Nhược điểm là chợ rất đông. Thường xuyên xảy ra tình trạng chen lấn và an ninh không ổn định, nên vào những ngày Tết, khi tới đây mua sắm, các bạn phải nên đề phòng bị móc túi nha. Chợ thứ ba đó là chợ Bà Chiểu. Cư dân Sài Gòn không còn xa lạ gì với khu chợ Bà Chiểu đã có từ rất lâu đời, nơi tập trung tất thảy mọi hàng hóa được đem ra mua bán, mà nhiều nhất có thể kể đến là các loại mặt hàng thời trang như là quần áo, giày dép, túi sách, phụ kiện túi sách, nước hoa thắt lưng v.v. đủ loại từ trẻ em đến người lớn, từ nam đến nữ, từ trẻ cho đến già. Chợ Bà Chiểu được biết đến là một trong những ngôi chợ bán lẻ lớn và lâu đời nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điểm đến lý tưởng cho các chị em đi mua sắm Tết bởi lượng mặt hàng đa dạng phong phú. Chợ có 3 khu bán quần áo, trong lòng chợ, chợ đồ si phía sau bán vào ban ngày và chợ đêm phía trước bán vào buổi tối với giá cả rất bình dân. Chợ Bà Chiểu thì mở cửa cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên vào những ngày giáp Tết thì chợ mở cửa cả xuyên đêm. Nếu bạn đi vào ban ngày thì vô khu chợ bên trong có rất nhiều sọc vải, quần áo. Nhìn chung thì có nhiều mặt hàng cho giới trẻ và người lớn tuổi. Còn về đêm thì khu vực cổng chính chợ Bà Chiểu biến thành khu vực buôn bán quần áo sầm uất. Nơi đây không gian khi nào cũng tấp nập cho đến tận khuya. Bán chủ yếu là quần áo, phụ kiện, giày dép. Giá cả thì cũng rất bình dân. Có một lưu ý nhỏ khi mua sắm ở chợ đêm Bà Chiểu, đó chính là nhu cầu mua sắm mỹ phẩm hay là những món phụ kiện thời trang như là vòng, mũ, bông tai
thì chợ Bà Chiểu không phải là điểm đến lý tưởng vì những sản phẩm này số lượng rất ít và mặt hàng không phong phú và đa dạng cho lắm. Ngôi chợ thứ tư cũng nổi tiếng không kém chính là chợ Tân Định. Chợ Tân Định là một trong những ngôi chợ lâu đời nhất của Sài Gòn. Đây không chỉ là nơi mua sắm mà còn là một chứng nhân lịch sử. Ngành nghề kinh doanh chính là thực phẩm tươi sống, quần áo, ăn uống, thực phẩm khô, giày dép, trái cây với mức giá nhỉnh hơn so với những khu chợ khác một chút. Quầy ẩm thực ở chợ Tân Định luôn được khách đánh giá bởi món ăn ngon, đa dạng, hấp dẫn như là bún mắm, súp cua, bánh canh, trái cây đĩa, đặc biệt là món xôi gà được nhiều người biết đến. Ngoài ra, chợ Tân Định cũng là một trong những chợ mua sắm Tết rất nhộn nhịp. Người dân và khách du lịch biết đến chợ Tân Định như là một vựa kinh doanh vải lớn và rẻ nhất Sài Gòn. Ngôi chợ thứ năm rất nổi tiếng, có lẽ ai cũng biết, đó chính là chợ Bến Thành. Nhắc tới Sài Gòn thì không thể không nhắc tới chợ Bến Thành, nằm trong danh sách những địa điểm tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh. Chợ Bến Thành luôn là điểm dừng chân mua sắm thú vị dành cho những ai có dịp đặt chân đến Sài Gòn và là một trong những ngôi chợ lâu đời nhất ở đây. Vào những ngày giáp Tết, chợ Bến Thành trở nên cực kỳ đông đúc. Đến với chợ Bến Thành vào dịp Tết, nhiều du khách, thậm chí là cả dân địa phương sẽ không khỏi bất ngờ và thích thú bởi những mặt hàng đặc trưng Tết mới có như là câu đối, bao lì xì, củ kiệu, dưa món, v.v. Ngoài chợ đêm ẩm thực, xung quanh chợ Bến Thành còn được bố trí các sạp bày bán các hàng tiêu dùng như là quần áo, giày dép, vải, túi sách, hàng thủ công mỹ nghệ, v.v. để phục vụ tối đa cho nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân cũng như là du khách. Có một lưu ý nhỏ là tại chợ Bến Thành, hay còn được gọi là chợ nhà giàu, hàng hóa có mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt nhưng giá cả khá cao. Đặc biệt là tình trạng nói thách, chặt chém của một số bộ phận nhỏ hộ kinh doanh đã khiến cho hình ảnh của chợ Tết Bến Thành ít nhiều bị ảnh hưởng. Kinh nghiệm sắm Tết ở chợ nhà giàu là trả một nửa giá cũng được du khách cảnh báo ở một số mặt hàng tiêu dùng Tết như là vải vóc hay là quần áo. Nếu không muốn sợ hớ giá khi mua quần áo may sẵn hay là vải vóc, tốt nhất là các bạn nên ghé vào những gian hàng của hợp tác xã, công ty thương mại nhà nước bán tại chợ với giá niêm yết rõ ràng. Số 6 là chợ An Đông. Chợ An Đông là một trong những ngôi chợ trung tâm của thành phố và là nơi bán sỉ quần áo lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sau chợ Tân Bình. Sau hơn 56 năm tồn tại, chợ An Đông góp phần nào quan trọng vào sự lưu thông hàng hóa trong khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nếu là tín đồ thời trang và muốn sở hữu những bộ cánh mới, độc lạ thì chợ An Đông là điểm thích hợp nhất. Bởi nơi đây được rất nhiều người đánh giá là cập nhật các hàng mẫu mã thời trang như là quần áo, giày dép, vải vóc nhanh nhất. Những mặt hàng kinh doanh chính bao gồm giày dép, quần áo bày sẵn và vải. Quần áo ở các trung tâm này đa phần đều lấy nguồn từ Quảng Châu, Thái Lan, xưởng may gia công nên có nhiều mặt hàng cao cấp mà chợ Tân Bình không có. Chợ thứ 7 là chợ Hoa Hồ Thị Kỷ. Trong số những điểm nhộn nhịp nhất vào dịp Tết Nguyên Đán, chắc chắn không thể thiếu chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, bởi đây là ngôi chợ hoa đầu mối lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chợ hoa nằm ẩn mình trong chung cư Lê Hồng Phong ở quận 10 và được bao bọc với những tuyến đường rộng như đường Hùng Vương, đường Lý Thái Tổ. Khu chợ gần 30 năm tuổi được mệnh danh là cao nguyên Lang Biang giữa Sài Gòn, là đầu mối cung cấp hầu hết các loại hoa đẹp chuyển về từ Sài Gòn, miền Tây và nhiều nhất vẫn là ở Đà Lạt. Vào những ngày giáp Tết, hình ảnh mọi người đi bộ trong khu chợ hoa để chọn những cành mai, cành đào hoặc là nụ tầm xuân về trang trí nhà cửa, đủ để mang lại một không khí Tết sung túc cho tất cả mọi người. Nếu có cơ hội lang thang giữa chợ hoa đầu mối lớn nhất Sài Gòn, chợ Hồ Thị Kỷ này vào lúc 1 giờ sáng, thì chắc chắn các bạn sẽ có những trải nghiệm cực kỳ thú vị. Ngôi chợ thứ 8 có tên khá lạ, đó là chợ Tài Lộc. Ở đường Hải Thượng Lãng Ông, quận 5, nổi tiếng lâu nay bởi các gian hàng bán phong bao lì xì, câu đối treo Tết, đồ trang trí Tết, tượng ông Phúc Lộc Thọ. Khu chợ này thì họp quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất là vào những ngày cuối năm. Vào những ngày Tết, các cửa hàng được trang hoàng rực rỡ hơn và mặt hàng cũng phong phú hơn với phong bao lì xì, hồng đơn, liễn đỏ, lồng đèn, đồng tiền, ông Phúc Lộc Thọ đủ kiểu dáng. Cách Tết khoảng chừng một tháng, cung đường này đã nhộn nhịp cảnh mua kẻ bán, khiến cho cả một góc phố dài tràn đầy không khí vui tươi. Cuối cùng là chợ Phạm Văn Hai. Chợ Văn Hai là một trong những ngôi chợ đông đúc cả vào ngày thường lẫn những ngày lễ Tết. Chợ có không gian rộng, đa dạng mặt hàng. Các bạn có thể tìm kiếm các loại mặt hàng quần áo, phụ kiện. Đa phần các sạp đồ ở chợ Phạm Văn Hai kinh doanh chủ yếu là đồ sản xuất tại Việt Nam hoặc là nhập hàng bình dân từ Thái Lan, Trung Quốc bán về với giá khá mềm. Tuy nhiên, đây cũng là nơi chợ nổi tiếng bán thách so với nhiều chợ khác ở Sài Gòn. Các mặt hàng như là váy đầm dao động trong khoảng giá từ 120.000 đồng đến 300.000 đồng, giày dép thì khoảng từ 80.000 đồng cho đến 300.000 đồng.
Chợ Phạm Văn Hai tuy bán hàng bình dân nhưng chất lượng thì đạt chuẩn khỏi chê ở Sài Gòn. Phần lớn các mặt hàng buôn bán ở đây dành riêng cho phái đẹp nên nhiều mẫu mã kiểu dáng từ các nhà sản xuất trong nước hoặc là ngoại nhập ở nhiều nguồn từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Trung Quốc. Vì thế có mặt hàng chỉ tầm vài chục nghìn nhưng cũng có đến món đến mấy trăm nghìn. Để tiết kiệm chi phí khi đi sắm đồ Tết tại khu chợ Phạm Văn Hai, các bạn cần trả sát giá một số sản phẩm vì người bán có thể nói giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Nói về kinh nghiệm đi sắm đồ Tết ở chợ Tết Sài Gòn, có đến 5 bí quyết giúp cho các bạn mua sắm hiệu quả tiết kiệm khi đi chợ Tết. Blog du lịch xin chia sẻ đến các bạn như sau, đơn giản lắm. Sắm Tết là việc mà hầu hết chúng ta đều khá đau đầu vào dịp cuối năm, có đến hàng trăm nghìn thứ cần phải mua và song song với điều đó là chi phí sắm Tết cũng không hề nhỏ. Thông thường thì tâm lý của bà nội trợ là mua ít thì sợ thiếu, mua nhiều thì sợ thừa. Để giải quyết được vấn đề này cũng như giúp các bạn sắm Tết thật tiết kiệm và hiệu quả, hãy cùng blog du lịch tìm ngay bí quyết qua video dưới đây nhé. Đầu tiên là các bạn nên lên danh sách chi tiết những món cần mua. Nhiều người cứ nghĩ cứ đi chợ Tết nhớ gì mua đấy, không cần phải lên kế hoạch hay danh sách làm gì, ghi ghi chép chép vướng víu tay chân. Thế nhưng đừng nên xem nhẹ việc lên kế hoạch danh sách sắm Tết vì nó sẽ giúp các bạn giảm được chi phí mua sắm Tết đấy. Đúng là Tết đến thì có rất nhiều thứ để mua, chính vì thế sẽ dẫn đến việc mua quá nhiều và mua phải những món đồ không cần thiết. Vậy nên các bạn cần lên danh sách thật chi tiết những món đồ cần mua khi đi chợ Tết. Bạn sẽ mua những gì, mua ở đâu, khoản chi phí cho những món đồ đó là bao nhiêu. Khi lên được danh sách rồi, các bạn cần phải kiểm tra từ 1 đến 2 lần nữa xem bản danh sách đó đã hợp lý chưa. Sau đó thì bạn cứ theo danh sách đó mà đi sắm Tết thôi. Lưu ý thứ hai đó chính là gợi ý những món đồ cần mua cho gia đình của bạn. Dưới đây sẽ là những gợi ý giúp các bạn có thể lên được danh sách đi chợ Tết nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đầu tiên là về cây kiểng Tết. Tùy theo từng vùng miền mà các bạn sẽ chọn những loại cây kiểng để trưng Tết. Có những loại cây kiểng đắt tiền như là mai lan thì mang đến sự may mắn, tài lộc cho gia đình. Nhưng nếu các bạn muốn tiết kiệm khoản này thì cũng có thể chọn những loại cây kiểng khác như là hoa cúc, hoa đồng tiền. Về bánh kẹo Tết thì các bạn cũng chỉ nên mua vừa đủ và mua những loại bánh ngon để đãi khách thôi nhé. Đừng lãng phí tiền vào khoản này vì thông thường sau Tết bánh kẹo thừa sẽ còn rất nhiều. Về phong bao lì xì, các bạn hãy kiểm tra xem phong bao lì xì năm trước còn hay không trước khi mua đã nhé. Các loại thực phẩm khô như là băng khô, miếng tôm khô, giò heo đông lạnh cũng là những thứ nên mua. Những nguyên liệu để làm các món ăn như là tay heo ngâm mắm, các loại gia vị khác như là dầu ăn, mắm, đường, bột ngọt, muối, nấm mèo, hành tỏi, v.v. thì cũng được nên chuẩn bị. Những loại giấy tờ để cúng như là giấy tiền vàng bạc v.v. Quà biếu, mâm ngũ quả, thực phẩm dự trữ cũng là những loại hàng hóa mà các bạn cần mua sắm trong dịp Tết. Lưu ý thứ ba là các bạn không nên đi chợ Tết quá trễ. Trễ ở đây có nghĩa là những ngày cận Tết. Các bạn không đi mua sắm vào những ngày cận Tết đâu, mà hãy nên mua từ sớm. Bởi vì những ngày cận Tết thì chi phí hàng hóa sẽ tăng cao và dễ phát sinh những chi phí khác như là giữ xe, chi phí đi lại vào những ngày tận Tết cũng cao đáng kể. Đương nhiên, sẽ có những món đồ nên mua sớm và có những món đồ nên mua trễ một chút. Ví dụ như rau củ quả trái cây thì buộc các bạn phải mua vào những ngày cận Tết. Còn những loại mặt hàng khô, những vật dụng trang trí thì các bạn nên mua càng sớm càng tốt nha. 4. Nên sắm Tết ở những chợ đầu mối. Với cùng một món đồ nhưng nhiều nơi sẽ có mức giá bán chênh lệch nhau. Vì vậy nơi mua sắm cũng là yếu tố quyết định khoản chi phí mà các bạn phải bỏ ra. Và chợ đầu mối vào dịp cuối năm sẽ là một giải pháp hay dành cho các bạn để tiết kiệm tối đa chi phí. Chắc chắn rằng những chợ đầu mối sẽ có giá cả hấp dẫn hơn ở siêu thị hoặc là ở những trung tâm mua sắm. Và không chỉ riêng gì dịp Tết đâu, mà vào những ngày thường thì chợ đầu mối cũng rất đông đúc. Vì thế nếu đi sắm Tết vào những chợ đầu mối thì các bạn nên rủ rê thêm bạn bè, đồng nghiệp để tiết kiệm được nhiều tiền nhé. Cuối cùng, hãy chú ý đến những chương trình khuyến mãi. Bạn sẽ săn được nhiều món đồ giá rẻ nếu để ý đến các thông tin về khuyến mãi. Đặc biệt, nếu gia đình bạn đang có ý định mua những món đồ điện tử, điện lạnh thì hãy thật chú ý nha. Thế nhưng cũng đừng quá ham giảm giá mà mua phải những món đồ không thực sự cần thiết nhé. Với 5 bí quyết giúp bạn mua sắm hiệu quả tiết kiệm vào dịp Tết trên đây thì các bạn có thể sẵn sàng cho chuyến đi chợ Tết để chuẩn bị chào đón năm mới chưa nào. Chúc các bạn sắm Tết thật hiệu quả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.